xong phát hiện ếch trong cái bọng các bạn. Thuyền nhảy ra ngoài sông nhanh lắm, mới xong. Tao tới không? Ôi ôi. Chà má luôn các bạn ơi. Nhẹ nhàng thơm khối gì vậy? Tặng thêm con cóc nữa nè. Hay con ếch và con cóc ở chung hả? Trời ơi, nó mập. Nè anh Tú ơi, vô các bạn ơi. Mới vô mà được con ếch là thành công rồi. Xong, đứng đây nè. Rồi. Tìm ra, tìm ra. Đi qua đó xong rồi. Không gì vậy? Con chuột bự dữ lắm, bự, chuột ngá. Ê, kìa lặn nữa nè, sao đây sao? Qua bên đó nó sao? Kìa, còn cái nhắc bụng bụng với tôi xong rồi. Ở đây nè sao? Ở đó, kìa đó đó. Ừ. Nó mới dùng trên nước ra thấy không? Đang nữa vậy tôi ơi. Đó nó chạy lộn, bù chú còn nó xong chứ bù chú nó xong. Nó đó. Chuột khác, chuột cái chuột khô queo à. Chuột đây nằm trên bờ không chạy. À nó qua đây xong rồi, xong rồi, xong rồi, nằm qua đây xong rồi. Mày hay bởi, anh Tú. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Rồi. Nó hơi chuột kia thằng đó trời. Đó, rồi, tới đây Tú. Rồi. Vô không? Ở bên đó sao đó? Qua đó không ạ? Đâu cái giá? Đợi hàng, mấy hàng nó bị chạy dưới kia cục. Nó có bảnh luôn không luôn? Không, không biết. Dạ. Ê, nó đâu ấy gì nè? Không ạ. Ê, tiêm kìa. Sao bay sao lên nha, sao bay. Dữ lắm, chuột này bự nè. Qua mày đó, qua mày, kìa, tiêm nó thấy không? Lâm coi. Bùi chuối. Rồi, kìa, phần đậu kìa. Phần đậu kìa, phần đậu đó, thấy không? Mày hả bưởi. Dữ xong. Dữ đâu? Tưởng nó hụt chân ngột thở luôn chứ. Lộn nha các bạn. Quá trời, chuột giấy bự luôn rồi. Ui ui. Như con cống nha trời. Bự. Chào các bạn nha. Bữa nay mấy anh em đi vô đồng á, thấy được cái ổ cống nhum. Rồi bữa nay mình sẽ đào nó. Chưa gì trơn á, là vô đây là quất được con ếch với con chuột chà má rồi. Hello xong nha. Anh Tú đang ở kia kìa. Chào anh Tú. Bữa nay mình sẽ chinh phục ổ chuột cống nha anh Tú. Ok, đây đây, đợi chút xíu rồi. Quá trời chuột rồi, từ từ. Sao chuột này nó gom này dữ ta? Cái này uống nước nó ngập nè. Ở bạ không à các bạn. Lấy cái ngọn nghe cái lồng cào cào đi. Bữa bệnh lại chạy hai ba con mua chuối bà đó xong. Ừ. Thôi thôi tối này mình vô đây bắn một cái còn gì của trời. Bữa chuối đó nó hàng trồng. Hàng mà chắc đáng lắm nhiều quá. Mình ở đây mình canh đó, có chạy ra mình la lên. Thôi con gì mới nhảy qua xong. Được đâu. Kìa lạ kìa 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 kìa. Xong. Lần rồi. Tim coi chừng tim. Lặn rồi. Dằn éo luôn trời. Đó, gì ra hả? Ơi, mày múc đi câu xong ơi.
Vào rồi các bạn ơi. Mai mốt mình sẽ tập trung vào mấy cái cánh này nè. Có gì đó, vậy xong rồi. Nhân mối. Chạy qua bên kia con ơi. Nhân mối gì, hồi trời nhân mối. Ê, lặng ơi, xong rồi, lặng ơi, xong rồi. Tìm nó, thấy không, tìm nó. Ê, lên bụi chuối á. Anh Tú, qua đây, hỗ trợ bên đây anh Tú ơi. Kìa, lặng ơi, cầm bé dưới, thấy không, thấy không, tìm xong. Thôi vậy ra trước con anh Tú ơi. Tìm tới đó. Luôn rồi. Từ. Ấy giờ luôn. Đâu chớp. Lần nữa hả? Lần nữa xong rồi. Coi cho nhẹ coi chừng tim. Làm thứ nào anh Tú? Ghê chuột trời. Thì Tú đăng hả? Đoàn Tú. Còn không? Cái gì vậy? Lượm không? Quá dữ anh Tú ơi. Cái này chơi chiêu chơi chụp chuột cắm được cổ xong không ta? Lượm ơi, xong ơi. Lượm cắm cổ xong không ta? Gì nữa đây vậy? Gì vậy? Cái mối sợ chơi. Chưa cho em lại. Kìa. Hết hồn con ếch kìa. Ở đó, chú đó, chụp. Rồi, con cáo coi xem ơi. Rồi, xuống xong rồi. Quay cái bao. Lụm luôn. Bên đây giữ ta, bên đây các bạn giữ ta. Mẹ. Rồi. Hết hồn hết vía. Bên này hay hết giữ thằng ra cái gì xong. Có con gì lại. Có tim anh đâu. Khủng khiếp. Hai con ếch khứa già luôn các bạn ơi. Sạch vừa tới 20 cống mà gì nè. Hai ếch nửa kilo. Cây sủng nè em. Vô bút đáo lên đạo. Đi ăn con ếch cũng ghê. Thôi ếch này ở bạ nhiều quá ta.
Vậy là con hang rồi, lụm đó anh Tú, hai hang lụm hai ngến luôn trời. Hai con đi con. Chưa hang chục cống, chưa tới hang chục cống mà đủ mồi nhậu anh Tú ơi. Hang ếch quá bự. Không lấy nha các bạn. Coi chừng ếch đã xong. Thử thử hang lại nó nhảy ra nữa đó. Nó bại không à. Mà nó nhảy qua lại cho con bự lắm anh Tú. Lên đúng rồi. Ba là xong với anh Tú đã bắt con chuột trong cái bọng kìa. Quá trời. Lắm không? Quá trời luôn, mừng đàn luôn. Có cái cây không thấy rồi. Chưa Tú ơi. Mười mấy con á. Chưa Tú ơi. Mười mấy con luôn hả? Ờ, tôi đào cái chùm mấy con nhỏ. Sức mẹ nó chảy vậy. Ủa không có chung mẹ hả? Mẹ chạy à. Bốn con rồi. Bự không? Chuột lúa bự không sao? Ê! Chuột mẹ chạy vô hang đây. Thằng nào? Ê! Chạy vô trong cái vô cốc cốc. Rồi lặn rồi, lặn rồi. Thằng nào? Lặn rồi. Lặn rồi. Trời ơi trời. Đó đó đó. Cái cây không biết đâu. Lặn rồi, cái đó lặn thiệt rồi đó. Nó tìm đó, tìm hình thân đâu. Lầm lầm. Thiết xong, thiết xong, thử xong. Bỏ vào đó lên đó. Lúa làm ăn được gì đâu kiểu. Gì sao làm ăn gì. Rồi nó cày lên đó. Phải không? Tổng nó hát được cho lên bầm. Nó mất. Nó chụp lặn không ta? Gặp nè. Cái gì kỳ vậy? Em xuống em đi, em. Ở đây đâu rồi? Rồi Tú Tú nặng hay có nặng không? Ớt. Dướng cái cây chìm luôn chứ rồi. Ủa tim nó làm tiêu ta. Dạ dạy đây coi xong. Trời mưa lâm dâm rồi các bạn ơi. Cái cây chọt vô ổ đó. Nó trong cây dưới đâu? Ổ chuột bằng kia nè, để lối vô. Ổ chuột bự trời. Đập luôn Tú. Khoan đó. Ừ? Nó hai lớp lên Tú ơi. Em vô luôn nha. Tao mới xong ơi, bắt chuột này nè. Ba phải này em theo anh Tú. Dư thủ đi Tú. Anh. Khoan. Không tới, không tới anh Tú ơi.
đập lên tốt. Nó chạy vô bờ luôn. Khôn quá. Rồi tiếp tục các bạn ơi. Cũng muốn chiều các bạn ơi, không biết có thời gian bắt kịp ổ chuột cống không nữa. Qua đây xong leo lên bắt ổ cái gáo kìa. Gì tốt. Hộp mới giờ lại ghé chung đi chung luôn. Có là anh Tú. Trời ơi, ổ chơi được kìa, xong rồi, còn ổ chơi được kìa. Cây coi cây đó là cây đang leo á. Và có ổ ong luôn. Không gì. Không mắc. Đó xong. Bên bên kia kìa kìa. Đó. Quá trời ổ rồi. Nước nó ngập nó nhúc vô, lụm coi kìa. Ôi, hay quá anh Tú ơi. Bóp rào chưa? Bữa nay là bắt coi chuột công nghệ cao nè. Ê, nhảy coi. Nhảy không nhảy đường này mà nhảy đường đó ta. Ổ ong đâu đó nữa trời. Ê, qua đây nè Tú. Ê, chạy xuống, bên tay kia, chuột chạy xuống. Rồi, bên kia nó... Cái gì vậy? Cái gì vậy? Nhảy thằng con nữa nè. Làm hết rồi bên kia. Con đâu rồi, chuối nữa nè. Đó, hàng đó có chuột bự ra xong. Mấy anh chỉ đầy lứa không à. Lụm luôn nha. Rồi, lâu cái hàng cống nè. Láng một cái như mở nè, sao bộ. Lụm luôn rồi. Phí sập luôn. Phí sập. Phí sập. Ê. Quá hay. Quá đồ. Bóp đầu luôn đi, chịu rồi, bóp đầu thì chết luôn đi. Bóp thì sống luôn. Bóp sống rồi giờ dục xuống này sao bắt. Chớp. Xong xong đang dặn kìa. Hay quá xong ơi. Quá dữ, quá dữ. Sống nè. Sống lại lên cho lúa chợ. Nhà lúa. Đó. Cái gì? Mày bắt sáng chuột cống mà không kịp rồi. Bây giờ mình bắt xong này có không có mình về nha. Bữa nào mình vô mình bắt chuột cống. Nhưng bây giờ không kịp thời gian rồi các bạn ơi. Có anh Hậu đi ghé chơi nữa, mấy anh em có bơm mấy ngày nữa về. Đó rồi đó. Xong rồi. Thôi, anh em mình về đi. Bữa nay mà
trễ rồi, tối rồi chứ phần mưa làm nhầm nữa. Thôi anh em mình về nha. Rút quân, quá trời rồi. Thôi về xong ơi. Thôi về thôi. Mưa tới nữa anh Tú ơi. Mấy anh em về nhà tắm rửa xong rồi đang chuẩn bị chỉa tối nay đi bắn chuột nha, săn chuột nha. Chuột đêm. Mưa lớn lớn đi. Mưa lớn tối nay bắn mày đã. Mưa đây chuột mình nấu món gì giờ đây? Chuột cơm. Hấp cơm với chiên. Chiên, chiên tư. Hai gói mình hấp cơm luôn ha. Mưa nữa rồi. Mưa lớn lớn này tối bắn mới dữ nè các bạn. Nhớ đón xem cái clip bắt chuột tiếp theo nha các bạn. Cực kỳ hấp dẫn ban đêm nha. Lắm mưa lớn rồi. Mưa gì mà lớn hay rơi hồn thôi chứ. Gió không dữ. Mình chiên chuột nha các bạn. Rồi cho nó sôi chút xíu mình cắt nước. Giá xuống rồi ấy là con. Nắng được con đây. Dạ. Để xuống đi cho. Chục chiên nha các bạn. Cái đây là hấp cơm nha. Đó thì hấp cơm nó ngon lắm á trời. Ôi, cắt nước nha. Đầu gà đứt vậy. Cái nắp nó hư rồi. Cơm chiều mày cơm tối luôn chứ chiều gì nữa. Hình như lâu quá anh em mình không ăn chuột chiên không ta. Hình như mình nướng đúng không. Chuột này các bạn chiên mà vừa chín tới á, vừa vàng á, cái đường nó vàng quá nó giòn luôn. Thịt nó hết ngọt. Có cái nắp đậy lại không? Đủ dầu không sao? Đi sao mình không ăn chuột chiên không? Khách thì thích ăn chuột nướng không à? Nhưng mà chuột chiên nó dầu mỡ nó ngán. Các bạn biết tại sao anh em lúa thường đi bắt chuột không? Tại vì khách đến á, thường thường là khách thích đi bắt chuột. Rồi xong về rồi có món chuột nướng thường thường anh em làm á. Gỡ ra xong, rồi gỡ ra bỏ vô xong. Đây, mình bỏ chuột với mình lựa những con chuột mập á, mình hấp cơm nha. Hấp bậy con ếch, ăn bậy nó ngon lành vậy không?
tại vì các bạn không ăn á nên không có mạnh miệng, nhưng mà thật sự cái nồi canh chua á, ớt chứ răng món với chuột rất là ngon nha. Con chuột khi mà nấu canh rồi á, canh nóng á, nó không bao giờ hôi tanh gì hết nha các bạn. Nhằm khi á, mình không ăn á, mình nó nghĩ là nó tanh, nhưng mà thật sự là không có nha. Rất là ngon. Ăn nữ đi mới biết các bạn ơi. Công an người nói nhiều quá cũng không biết đâu. Rồi các bạn cũng ăn chuột hãy giờ nhớ mày luôn á. Dầu nó sôi ập. Còn những cái đạn. Khui nghe các bạn. Đổ. Con à. Về luôn nha. Cái gì ăn luôn. Sắp xếp. Cái này đi săn nha các bạn. Chuẩn bị đèn hết rồi đó. Không biết clip săn đêm tối nay thành công không đây? Có thể là thành công. Là chắc chắn là khoảng 80% rồi đó đúng không? Ừ. Tủ mới 20 gà còn ngon lắm. Đây. Cái mình đó hả? Ừ. Đâu được mấy cọc tư tưởng chứ xong phải không? Xong mình đó. Ờ, Tú thấy ba cái đọt đọt đấy không? Cái gì? Đọt dao của Hải á. Cái không. Gì quên, cái gì quên này? Khó kêu quá. Gì vậy? Cái gì? Tàu bay hả? Tàu bay. Rồi ra hái mấy cục tàu bay nha các bạn. Hái mấy này vô mình kẹp với chuột chiên mình ăn cũng ngon lắm nha. Thứ này lúa cắt sát vô hết cho hết rồi. Sát là nó đâm độc non lên đó. Khách về có ăn. Ăn này mát nữa. Chứ để nó già quá nó dai. Nó mới đâm chồi lên nhỏ nhỏ nè, non khánh thần nè, vậy mới đã rồi. Có lá dong nữa. Mất ngủ thì mình ăn lá dong nha. Nhét đại gì đó chứ từ từ đồ ăn nhóc chứ. Ăn rau có chất xơ tốt cho sức khỏe. Vô mình rửa lại. Mình tu hái cho kiền mới nữa. Rồi mình ra thôi. Hấp dẫn nha các bạn. Nguyên vậy chuột chiên luôn nha. Mới mưa xong, giọt ướt nhẹp, ba là xong, mới làm xong. Cơm đó cả nhà ơi. Vậy chuột nhìn hấp dẫn không? Tới giờ thưởng thức rồi nha. Một lần các bạn ăn thử đi. Các bạn không tin lúa thì ăn thử đi. Nó không có hôi gì hết nha. Cái màu nó hơi trắng vậy nhưng mà ăn rất là ngon. Nhưng mà ăn phải nóng nha. Đó. Ừ. Đây nữa nè. Xong. Rồi, mệt. Con hàng lằng. Tính bữa nay chạy nước cơm. Canh hay ghê vậy. Con hàng lằng nó canh vô đây nè các bạn. Thiệt tình chứ, cái nồi tách cơm nó ngon. Chi mà ba xong để cho thằng lằng nó ỉ vô được. Chết mày nghe mày. Tối nay mày thấy cái cảnh với tao. Mà sao ngộ em bây giờ thằng lằng cái trời nhiều ghê. Cái này nấu nồi cơm này không được ngon à, tại vì không quen gạo này, đâu phải gạo 54 mà luôn. Ừ. Đỡ hơn nồi cơm của ông Tài bữa đó một chút. Như là cơm nó kêu người ta bị quên ta.
Cơm Phật ha. Cơm Phật. Nhớ anh Tài quá. Mình ăn cơm nhão là mình nhớ tới anh Tài. Thằng ơi trời, nó nấu nồi cơm bữa đó y chang cám heo với anh. Anh biết. Còi đó. Đi với nhà anh Tâm á. Mời các bạn nha, thử chuột nha. Mời cả nhà. Mời cả nhà dùng cơm. Rau nè. Mày mình đứng xương đi. Về đây đi bắt chút xíu, chuột ăn với bà anh bắt từ sớm có 1 tiếng hộ nhiều. Rồi dùng đi anh. Dạ mời, cơm nè. Quá sướng luôn cậu mà. Em ăn cái đùi nha. Mời cả nhà cái đùi nha, nguyên cái đùi con chuột. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà dùng cơm. Cơm chiều. Bữa nay mấy anh em mắc mưa cũng hơi mệt, với phần tính bắt chuột cống rồi nên nó về, nhưng mà trễ quá các bạn ơi, với mắc mưa quá trời luôn rồi. Chuột cống mình đã dành đi, mình nuôi mà. Dầu dăm, dầu thơm gì đủ nước chứ mà. Anh chưa có vợ em. Anh chưa có vợ bắt ăn rau thơm, rau răm đâu có được em. Ủa anh chưa có vợ luôn hả? Chưa có vợ bắt ăn rau thơm đâu có được. Phải không đó. Này đi. Hay là vậy đó. Ủa cái dĩa này nó để dao ra để chưng. Đó bỏ vào đó đó nè. Anh làm thử cái đường hết nè. Mẹ cho nó cái đuổi bọng nè, bọng này nè, bọng này gọn gọn đi mới. Đưa anh cái đi. Thôi đây anh bình thường. Đây 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 đưa chén. Anh ăn cái đó. Ồ cảm ơn em nhiều. Này anh không có xẻ nè, vậy là cắn luôn á. Ôi trời. Tới giờ cầm vô dâm vô. Có trái ớt không được anh trái ớt nữa. Có, trời xin mình kêu ơi. Đây nè. Ớt nhóc cho nè. Ớt nhóc trơn nè. Ớt này chắc nó không có cay gì mấy quá. Ớt không cay quá. Ồ cảm ơn em nhiều. Ăn giòn. Mời cả nhà ăn cơm, ăn những bữa cơm đạm bạc. Cơm mình quê. Có ở đâu ăn? Chuột chiên với cái chuột hộp cơm. Gì đó, chứ sống dài đâu. Sống dài. Rồi biết sao không, cái đồ đạp ở chợ bán cá nuôi rồi không, đồ quá chắc. Nuôi thức ăn á. Sao anh? Khá chuột bán ở chợ. Quá ngon. Ăn không nghĩ. Nó cũng là con chuột anh ơi, tại vì nó chậm với nó giọng lâu ngày nó không ngon. Nhưng mà chuột mới á, mình mua được chuột mới cũng ngon à. Hy vọng là vậy. Chuột mà anh giọng vô trong giọng là qua đêm là hết ngon. Ừ. Nó tiêu hao mỡ nó mau lắm. Giận quá. Thích ăn chuột nhỏ. Giòn. Mềm. Lúa là thích ăn chuột bự. Dài. Hả? Chơi đồ đi. Em ăn chuột nhỏ bự nó dai. Rồi bỏng rồi. Bỏng rồi. Chút hả? Cầm mày chụt cho luôn đi. Rồi cho chén nóng muối không đi. Nè. Để luôn ha. Trời ơi nhóc hết trơn. Chơi luôn nha các bạn. Tại vì lúa không có gấp đũa được. Tối nay nó thiếu gì. Cá cá vô đi anh. Dạ. Chấm nha, chấm nha. Mời cả nhà. Cuốc cái quận xịnh coi. Vô dâm nè, vô dâm nè. Múc vô. Hồi thì ăn cơm luôn. Trời béo quá. Ngon quá trời. Vậy là cũng ngon quá nè. Thấy xanh nữa nè. Thấy ngọt. Ăn chuột cái khá đi anh. Dạ. Dạ dạ dạ, anh còn nhớ chiếu không? Dạ, cái tổng thọ chết. Mỡ. Từ từ, cái này có mắm anh, hay là cá kho gì ha? Mắm anh ăn không được. Rất tiếc là không ăn được mắm. Như ba cái mắm rồi anh ăn được, lộn ba cái giấm á. Giấm anh ăn được. Thôi, anh em ăn cơm chút xíu rồi tối nay đi sang đêm nha các bạn.
Thôi chào các bạn, chúc các bạn có buổi tối thật nhiều niềm vui nha. Nhớ xem đón xem clip tiếp theo nha các bạn. Săn chuột ban đêm.